Chào các bạn, mình tên là Hoa. Hiện tại thì mình đang làm dịch vụ Facebook chạy quảng cáo và mình có mở shop giày nữa. Thì mình biết tới Gangu thì mình có sử dụng dịch vụ sửa mũi. Thì hồi trước mình có sửa mũi rồi bị hư, nhưng mà mình biết qua được người bạn của mình có sửa ở đây. Mình thấy sửa đẹp và mình qua mình sử dụng dịch vụ ở bên đây. Thì dáng mũi của mình hồi trước thì nó cao quá, mình làm sụn thường, sụn nhân tạo thì nó bị cao quá và nó bị đỏ ngay đây, rồi nó bị méo qua bên á. Thì mình thấy là cái mặt mình nó quá gầy mà cái dáng mũi nó không có ok đó. Thế là mình qua mình sửa lại bằng sụn tai, bằng sụn tai 4D nano. Thì sau khi sửa xong á, thì nói chung là nhìn nó khác hẳn, nó hài hòa với gương mặt. Nói chung á, từ khi á, mà sửa mũi rồi thì nó cân đối với gương mặt á, mình rất là hài lòng. Nói chung là trông thương hơn nè. Rồi đi ra khi mà mình giao tiếp ra ngoài á, thì mình rất là tự tin. Thì nói chung là mũi của mình á, sửa hiện tại thì cũng được 3 tháng rồi. Thì nói chung là dáng rất là ok luôn, rất là chắc chắn. Nếu như mà các bạn đang gặp vấn đề về mũi của mình có trục trặc gì đó hoặc là không tự tin ấy, thì các bạn cứ mạnh dạn đến Gangu, họ sẽ cho bạn dáng mũi là tự nhiên nhất, ưng ý nhất để các bạn có thể tự tin giao tiếp. Như mình đây, mình đã từng trải nghiệm ở đây thì mình thấy là rất là ok luôn. Đó, nói chung là thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn Gangu và đặc biệt là cảm ơn bác sĩ Cường đã cho em được gương mặt hoàn hảo hơn.